Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với TNC Channel. Mình thật sự không muốn làm cái khuôn mặt trông nó buồn rầu này đâu. Nhưng mà... Thôi đùa đấy. Mình biết là những anh em nào mà vừa trải qua cái kỳ thi vào 10 căng thẳng vừa xong ấy thì cũng có chút gì đấy gọi là bâng khuâng. Nó hơi trông rỗng một tí. Kiểu như là đấy, mình đã cố gắng 4 năm qua, bây giờ thi xong rồi, chưa cần biết kết quả nhá. Làm gì tiếp đây? Lại tiếp tục 3 năm nữa rồi lại tiếp tục nhảy vào một kỳ thi trung học phổ thông quốc gia nữa để lên đại học nữa. Thế cảm thấy cuộc đời nó cứ vô nghĩa. Nhưng mà mình nghĩ là với cái cương vị của mình hiện tại thì mình thấy thế thôi. Nhưng mà mình nghĩ là nhiều anh em sẽ cảm thấy rất là háo hức, cũng như là rất là phừng phừng vì cái gì? Vì sắp được thưởng một dàn PC. Cụ thể là như thế, hoặc là một chiếc laptop đó. Thế thì dù anh em có laptop hay là được một chiếc desktop máy tính để bàn thì anh em cũng nên có thêm một thứ nữa, đó là một chiếc màn hình. Bởi vì nếu như mà mọi người chọn một chiếc laptop gaming chẳng hạn, ok, có thể là trông nó hầm hố một tí, nhưng mà thời điểm này mình thấy là nhiều mẫu laptop gaming trông nó cũng khá là hiền rồi. Nhưng mà một chiếc màn hình thì sẽ hỗ trợ cho anh em rất nhiều thứ, đặc biệt là khi mà chúng ta sử dụng ở nhà đó. Nếu mà có laptop thì có thêm một cái màn hình nữa, còn nếu mà sử dụng với cả desktop thì cái màn hình trông nó phải làm sao thật là con ngoan trò giỏi. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một chiếc màn hình cực kỳ con ngoan trò giỏi luôn, đó chính là Dell S2421 Hà Nội. Tại sao mình lại nói đây là một chiếc màn hình con ngoan trò giỏi? Cái tên Dell S là gì? S là xuất sắc. Không, sắc ở S ở trong chữ sắc ấy, không phải chữ xuất. Không, anh em bảo mình là dốt chính tả. Xuất sắc rồi, nó sắc không? Nó có sắc. Sắc chỗ nào? Anh em hãy nhìn vào thiết kế, những cái đường nét ở xung quanh nó viền siêu mỏng, sắc sảo. Chân đế thì sao? Một cái trụ trông vuông vức, vuông thành sắc cạnh, sắc sảo. Chân đế, cái mặt đế này, mặt pad đế nó hình hơi xòe quạt một tí, sắc sảo. Cái gì nữa? Ở mặt lưng này, mặt lưng thì nó sẽ là màu trắng nhá, màu trắng tinh khôi, áo trắng học trò. Đấy, con ngoan trò giỏi. Rồi chúng ta có gì nữa? Logo Dell ở chính giữa đằng sau. Cái mặt lưng này thì sẽ được hoàn thiện theo những cái họa tiết rất là nhỏ, zigzag. Chứ nó không phải là cái kiểu là mặt láng rồi làm hơi sần lên một chút đâu. Nó có họa tiết luôn. Và với những họa tiết này ý, thì cái thời gian đầu sử dụng thì chúng ta sẽ thấy nó rất là đẹp, sờ vào cũng rất là sướng và đảm bảo là không để lại dấu vân tay. Tuy nhiên thì trong thời gian sử dụng ý, thì nếu mà bụi vào thì nó cũng sẽ bám vào những cái kẽ này, thì anh em nên vệ sinh một chút. Còn nếu như mà chúng ta úp nó vào mặt trong tường ý, thì thôi, khuyên thật anh em quên đi. Chúng ta còn trẻ, chúng ta không còn quan tâm những điều đấy đâu. Đấy, sau này ví dụ anh em lập gia đình có con có cái thì lúc đấy anh em mới kiểu pressing chúng nó dọn dẹp sau, chứ còn bây giờ thì dọa đi. Đấy, ngoài ra chiếc màn hình này thì sẽ có một cái ô hình vuông rất là lớn đằng sau này. Và cái ô này thì khả năng cao nó cũng sẽ tương thích với cả những cái chân đế khác của Dell, những loại chân đế mà kẹp vào ấy. Nếu anh em thích những cái tư thế thay đổi kiểu như là xoay dọc này, xoay ngang này, nâng hạ này thì nên sử dụng thêm một cái chân đế khác nha. Còn cái chân đế đi kèm sẵn trên màn hình này thì nó sẽ khá là cố định. Anh em chỉ duy nhất là úp mà ngửa mà thôi, hết. Thật ra là cũng xoay trái xoay phải được đấy, nhưng mà anh em cứ xoay cả chân là nó xoay hết mà, có gì đâu. Về cổng kết nối thì chiếc màn hình này sẽ cung cấp chúng ta hai cổng, đó chính là hai cổng HDMI. Nguồn thì sẽ là cắm điện trực tiếp 240V, chứ anh em không cần phải dùng qua adapter. Nếu anh em định bắt bẻ là điện Việt Nam 220 ấy, mà mình đọc 240 ấy, thì mình đang đọc cái ngưỡng cao nhất mà cái màn hình này nó có thể chịu được. Bởi vì ok, lưới điện chúng ta là 220V, nhưng mà anh em cứ cầm đồng hồ cắm ổ điện đo mà xem, không phải lúc nào nó cũng là 220 đâu. Đó, tin mình đi. Rồi, đó là những cái thông số, những cái chi tiết rất là sơ qua về chiếc màn hình này. Thấy một chút sắc sảo, thấy một chút về
học sinh rồi. Vậy thì tại sao lại con ngoan trò giỏi? Bởi vì nếu như chúng ta chọn một chiếc màn hình gaming ấy thì con này chắc là cũng ngoan đấy, giỏi chắc là cũng giỏi đấy, nhưng mà tất cả nó đều là chắc là, chứ nó không phải là chắc chắn. Còn chiếc màn hình này thì chắc chắn là con ngoan trò giỏi. Bởi vì sao? Cái dòng Dell S ấy, và đặc biệt là chiếc màn hình 24-2421HN này, nó là dòng màn hình văn phòng. Vâng, màn văn phòng thì sao? Chúng ta sẽ có một độ phân giải là Full HD 1920x1080, tấm nền IPS LCD, độ sáng tối đa là 250 nits, cộng với đó là tần số quét 75Hz. 75Hz thì rõ ràng là chúng ta sẽ khó có thể kiểu gaming hardcore, game bắn súng FPS các kiểu, kiểu GoPro. Nhưng liên minh điện thoại, đánh cờ thoải mái, PUBG Mobile giả lập thoải mái, Free Fire giả lập thoải mái, đấy, nói chung là thoải mái. Còn với cả những cái thông số khác thì cảm quan ban đầu của mình là nếu như mà muốn chuyên nghiệp, tức là dành cho những công việc kiểu như là thiết kế đồ họa, làm màu video thì nó hơi khó một chút, bởi vì đây là một cái dòng màn hình tầm thấp thấp của Dell với mức giá chỉ khoảng 3,5 triệu thôi. Anh em có thể tham khảo bằng cách bấm vào đường link bên dưới phần mô tả video này nhá. Bởi vì chiếc màn hình này đang được bán ra tại TNC Store với mức giá chỉ khoảng 3,5 triệu thôi. Cho nên là đó, nó lại rất là học sinh viên, nhưng quan trọng nó là Dell. Vâng, Dell thì sao? Dell anh em biết đấy, nó là hướng đến những cái đối tượng doanh nghiệp, những công ty rất là lớn, những doanh nghiệp cực kỳ là khổng lồ và vĩ đại. Họ đều sử dụng những sản phẩm từ Dell, từ màn hình cho đến là máy tính đồng bộ. Đó, rất nhiều giải pháp, kể cả là server hay là những cái giải pháp doanh nghiệp khác, Dell có rất nhiều và rất chuyên nghiệp luôn. Cho nên là dùng Dell là hướng đến sự chuyên nghiệp, là hướng đến sự chắc chắn và đảm bảo cho tương lai. Và cái chế độ bảo hành của Dell cũng yên tâm lắm cơ, bảo hành tận nhà, bảo hành tận nơi. Đó, cho nên là đó chính là con ngoan trò giỏi. Chúng ta biết nhìn về tương lai, chúng ta biết sử dụng những sản phẩm của những tập đoàn, những công nghệ lớn hàng đầu thế giới, chuyên cung cấp cho những đơn vị hàng đầu thế giới. Nhìn đã thấy tương lai nó sáng lạn rồi. Đấy, chúng ta còn trẻ mà nghĩ đến tương lai như vậy thì quá là con ngoan trò giỏi gì nữa. Vâng, và đó là những cái chia sẻ rất là vui vẻ cũng như là thật lòng của mình về chiếc màn hình này. Và rõ ràng là với tầm giá 3,5 triệu thì chúng ta có rất nhiều những sự lựa chọn trên thị trường cho những chiếc màn hình khác nhau, thậm chí màn hình gaming 144Hz hầm hố kiểu có hết, không phải lo. Nhưng là một học sinh gương mẫu, con ngoan trò giỏi, gọi dạ bảo vâng, giơ tay xung phong phát biểu trả lời câu hỏi, thì một chiếc màn hình như thế này nó vừa đủ hiền nhưng nó vẫn có thể đáp ứng được những cái nhu cầu của một người trẻ muốn giải trí một chút sau những cái thời gian học tập làm việc mệt mỏi. Mà tôi không trẻ làm việc gì, học tập thôi. Đó. Nếu mà chúng ta muốn làm việc sớm, chúng ta muốn kinh doanh online thì một cái laptop thêm một cái màn hình nữa thì sổ best, ngon. Đó, đó là hết rồi. Hết những cái gì mình muốn chia sẻ với mọi người về chiếc màn hình con ngoan trò giỏi học sinh gương mẫu Dell S2421HN. Mọi người nghĩ sao về chiếc màn hình này? Rõ ràng với tầm giá này thì có nhiều lựa chọn, chắc chắn rồi, mình nhắc đến đây là lần thứ hai rồi. Nhưng mà Dell thì vẫn là Dell, Dell vẫn là một cái bảo chứng cho chất lượng, và những sản phẩm đến từ họ sẽ luôn là sự lựa chọn. Có thể là không đẹp cho mắt chúng ta, dĩ nhiên, bởi vì là mình thì vẫn thích, cá nhân mình thì vẫn thích những cái màn trông nó hầm hố, nó vẻ nhưng mà nó lại đẹp cho mắt phụ huynh nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.